0-0. Xin mời các bạn xem tiếp set chung kết của cặp đấu này nha các bạn. Bên đây là team của Tiểu Hậu, đối đầu với team bên kia là của Tiên Em. Đây là cặp đấu ngang tài ngang sức nha các bạn. Đây là set chung kết của trận đấu này nha các bạn. Tiên Em lại những đường quen thuộc số 2. Thái Tu vừa có một quả chéo đường A. Một đều. Quá hay cho pha bóng trắng bóng rồi của Tu. 2-1 nghiêng về cho team Tiểu Hậu. Rất đáng tiếc cho biên số 4 của Tiên Em, bóng bay ra ngoài. 3-1. Tuyệt vời cho pha xử lý của mũi giữa Tiên Em. 2-3. Tiên Em vừa phát bóng không qua lưới, thật đáng tiếc. 2-2. Lại là Tiên Em dột móc bay ra ngoài, nhưng đáng tiếc cho team Tiểu Hậu, lưới tiên quá may mắn cho Tiên Em phát bóng vừa rồi. 2-2. Tu đánh hỏng hỏng không qua lưới. Tỷ số tại giờ là 4-4, rất hấp dẫn cho set chung kết của trận đấu này nha các bạn. Quá tuyệt vời cho Tu cho Tiên. 5-4 đổi sân. Sân này là 5-4 đổi sân các bạn. Tỷ đánh 11 điểm nha các bạn. Sân này là ấp 3 xã Mỹ Lợi, huyện Bến Lức, Long An nha các bạn. Sân của anh Thuận, các bạn nào muốn giao lưu buổi chiều mỗi ngày đến sân này nha. Kèo tay kèo chế lung tung nha các bạn. Quá tuyệt vời cho pha mũi giữa vừa rồi của Tiên Em. 5-5. Tiên Em lại phát bóng hỏng liên tục các bạn ạ. Đánh giải các bạn cũng biết rồi nè, nhiều set quá, thể lực các vận động viên rất xuống các bạn ạ. Nắng giờ này cực kỳ nóng nữa các bạn, cho nên thể lực bào mòn. 6-6. Tiến vừa có pha xử lý bóng rất quy lực, bóng bay chúng ta chắn ra ngoài. 7-6. Thật đáng tiếc cho biên số 4 của Tiên Em, bóng bay ra ngoài, pha bóng đặt đầy quy lực. Tiên Em quá hay cho Tiên Em, và người phòng thủ cũng quá tuyệt vời. Tu và vấp phải tay trắng. Bảy tám. Trọng tài bắt quả đã xấu tay hợp lại. 8-8. 8-8. Bóng không qua lưới,
Lợi thế đang nghiêng về cho Tiên Em. Rất đáng tiếc cho team tuổi họ Tiểu Hổ vừa rồi có hai pha bóng liên tiếp. 9-8. Thật buồn cho Tiên Em, pha bóng vừa rồi, pha bóng ra ngoài. 9-0. 11 tới nha các bạn. Quá tuyệt vời cho cái đường ghi của Tiên Em. Thật sự pha bóng vừa rồi rất ấn tượng. Thương hiệu của Tiên Em là những cú đánh cho đây, ghê gớm quá. Mời đều. Đây là trái quyết định cuối cùng của ván đấu này nha các bạn. Lợi thế đang nghiêng về cho team của Tiên Em. Trọng đang tiếc. Lu sơ bù quá. Đây là cơ hội giao lại cho Tiểu Hậu. Rất đáng tiếc cho team của Tiên Em không tận dụng được lợi thế. Xin chúc mừng team Tiểu Hậu đã chiến thắng 11-10. Xin chúc mừng. Mày đứng tao che vậy đây, đây che vậy, tao ra tao chơi bóng còn mấy phút nữa chơi bóng, che điện thoại cái. Alo. Đó là keo giá chuột. Bây giờ mình chơi tôi tới cuối rồi còn gì nữa. Mới đâu tám mấy rồi. Chơi sao chơi 9-8, 9-0, 10-9 luôn. Mình nói thanh niên ha. Bây giờ mình không thấy mình được nhét đâu, chúc cho các bạn sẽ bông vui khỏe nha. Dân xe và lẻ tao lao chạy với đạo chức như thế này. Ok mày, nắng quá, nắng thiệt luôn. Thôi thoải mái lắm, sợ ngoài Bắc thôi.